Muốn chửi mắng gì thì chửi mắng một thể luôn đi. Cô đừng có giả mặt này mặt kia với tôi. Tôi là ai? Tôi là chủ trong cái gia đình này. Tôi về muộn thì làm sao? Em bị làm sao thế? Em khóc hả? Anh lỗi nặng lời với em hả? Anh xin lỗi, em đừng có khóc mà. Không cần phải xin lỗi đâu. Em bị làm sao vậy? Đừng bao giờ bắt em làm người vợ hiền vợ yêu, anh hiểu không? Thank you.